Chào mọi người, lại là May và đây là Hit Hà Drama. Thực ra thì mình cũng không tính Hit Hà Drama đâu, tại vì mình nghĩ là làm một vít là đủ rồi ấy. Nhưng mà xong rồi thấy mãi vẫn chưa hạ nhiệt, thế là mình lại đẻ ra thêm cái vít ở đây. Chuyện là trong số Hit Hà hôm trước thì mình đã kể cho các bạn nghe về mối thù giữa Hòa Minzy với cả Ami Việt Nam rồi đúng không? Nhưng mà hóa ra là mình tìm hiểu thì mình lại phát hiện ra là không chỉ với Ami Việt Nam mà Hòa Minzy còn cứ bảo mình là thần tượng nhóm nào, y rằng là gây thù với fan của nhóm đấy luôn. Như thế nào thì cùng xem nhé. Trước đó thì mình sẽ giải thích lại một chút rằng vì sao lại có một bộ phận fan lại gay gắt như vậy đối với Hòa. Thì câu chuyện nó không chỉ dừng lại ở tấm thẻ hậu trường, mà để mình kể cho các bạn nghe một câu chuyện. Đấy chính là hồi xưa thì Hallyu, làn sóng Hallyu đổ bộ vào mình vào cái tầm năm lớp 9, tức là vào năm 2009 ý. Đấy, thời của SNSD, rồi Wonder Girls, rồi Suzu vân vân. Và ngay từ cái hồi đó thì cũng đã tồn tại fan cuồng rồi, với những cái hành động như là tát rồi giật tóc idol, thậm chí là đột nhập vào nhà riêng, và thậm chí là có fan cuồng đến nỗi là đầu độc idol để cho idol nhớ đến mình mãi. Đó vân 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 vân. Mình tin là những cái tin tức như thế này thì thậm chí là không phải fan K-pop thì cũng đã từng thấy xuất hiện nhan nhản trên báo một thời rồi đúng không? Nếu như ai hâm mộ Suzu thì chắc còn nhớ năm 2011 là một năm kinh hoàng của Super Junior với fan cuồng. Tháng 1 năm 2011 tại Singapore thì Lee Thúc và Hee Chun đã trở thành nạn nhân trong vụ va chạm thảm khốc 6 xe đâm liên hoàn vì bị fan cuồng bám đuổi. Tháng 3 cùng năm thì xe chở Hee Chun, Shin Dong, Ye Sung và những thành viên khác tiếp tục bị fan cuồng theo đuổi, dẫn đến một vụ tai nạn va chạm rầm rộ báo đài ở Thượng Hải. Và dù đã lên tiếng yêu cầu fan hãy dừng lại hành động này, song cộng đồng fan Super Junior cũng không thể làm gì và fan cuồng thì vẫn hoạt động tích cực. Cũng vì vậy mà làn sóng fan cuồng vào những năm 2009 đến 2011 dấy lên một cách mạnh mẽ, nghiễm nhiên phát triển và tồn tại. Họ đơn thuần nghĩ là mình thần tượng, mình yêu thích thì mình mới muốn tiếp cận, muốn chạm một cái, nhìn một cái thôi cũng chẳng to tát gì. EXO cũng là một trong những nhóm nhạc K-pop gặp phải nhiều trường hợp fan cuồng oái oăm. Trong một lần lưu diễn nước ngoài thì một vài fan cuồng đã tìm cách để lẻn vào và gắn camera ẩn trong phòng tập gym của khách sạn, thậm chí là cài camera kèm micro ghi âm trong phòng của một số thành viên. Tuy là sau đó cũng bị phát hiện ra, nhưng mà những fan cuồng quá khích này vẫn kịp ghi lại clip kèm phần ghi âm giọng nói của các thành viên EXO và tung lên mạng. Ngoài ra thì nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc còn từng bị fan cuồng lẻn vào trong khách sạn trộm đồ lót để đem giao bán. Những cái thông tin cá nhân của nghệ sĩ như là địa chỉ nhà riêng, thông tin chuyến bay, ghế ngồi vân vân, thậm chí cả những tấm vé backstage hiếm hoi hay là vé concert VIP đã sold out rồi cũng bị giao bán tràn lan trên mạng, trên Twitter vân vân. Cũng tương tự với cái vé chợ đen mà Hòa Minzy đem khoe lên Insta. Những cái món đồ này thì được giao bán với mức giá rẻ giận mình cũng có, mà giá trên trời thì cũng có. Chính vì vậy nên cộng đồng fan chân chính cảm thấy rất là bất bình và ra sức là bảo vệ thần tượng của mình, kịch liệt bài xích các fan cuồng. Và hành động của Hòa Minzy vốn cũng chỉ đơn giản là fan muốn gặp thần tượng, nhớ mối quan hệ để có được đặc quyền gần với idol hơn. Tuy nhiên, đối với fan thì hành động của Hòa Minzy là một cái tấm gương không đẹp và có thể đem lại rắc rối cho nhóm nhạc mà họ thần tượng. Đó là đôi chút giải thích kỹ hơn về việc là tại sao một số bộ phận fan lại gay gắt với Hòa Minzy đến như vậy. Bởi vì câu chuyện nó không chỉ dừng lại ở cái việc mượn thẻ hậu trường, mà với một người nổi tiếng như Hòa Minzy thì cái hành động của cô nó như là một cái sự cổ súy cho những hành vi xâm hại quyền riêng tư của idol cho các cái fan cuồng có thể học theo. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần chính, đấy chính là những cái lần mà Hòa Minzy đã phải xin lỗi cộng đồng fan K-pop. Thật ra ngay từ đầu khi mà làn sóng K-pop nổi lên thì mình đã cảm thấy là đối với các fan thì thần tượng của họ như là một loại tín ngưỡng á. Thế nên chính vì thế nên khi mà idol của mình bị đụng chạm thì tất nhiên là các fan sẽ phải bất bình rồi, đấy cũng là điều dễ hiểu. Có rất nhiều sao Việt cũng như là người nổi tiếng đã từng phải nếm trái đắng khi mà đụng chạm đến các idol K-pop rồi, chẳng hạn như là Noo Phước Thịnh này, Sanate, Mizu, Ngọc Trinh vân vân mây mây. Đó, thế nhưng mà phải công nhận một điều, chỉ có Hòa Minzy mới phải 5 lần 7 lượt viết tâm thư xin lỗi đến cộng đồng fan K-pop vì những cái sự cố của mình. Thế nên là nhiều người mới quy chụp rằng Hòa Minzy là cái loại hám phê. Đầu tiên là sự việc đầu năm 2017 là một trong những cái nghệ sĩ Việt Nam tham dự lễ trao giải Zing Music Award tại thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Minzy đã thổ lộ GOT7 là thần tượng của cô. Cụ thể thì Hòa Minzy đăng tải hình ảnh selfie cùng một thành viên GOT7 trong hậu trường kèm dòng trạng thái kể về câu chuyện này. Những tưởng rằng bức ảnh không có gì đáng nói, nhưng Hòa Minzy lại gặp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ người hâm mộ K-pop. Và được biết là trong cộng đồng yêu nhạc K-pop thì việc chụp ảnh trong hậu trường cùng thần tượng là điều bị hạn chế, và họ còn cho rằng nữ ca sĩ đang cố tình dựa hơi thần tượng để câu like. Trong một lần khác thì Hòa Minzy lại phải đăng tải một bức thư xin lỗi fan của nhóm EXO vì đã đem câu chuyện tình cảm của thần tượng họ ra đùa cợt.
Khi cộng đồng người hâm mộ K-pop sụp sôi, việc thành viên Kai của nhóm EXO hẹn hò với cô nàng Crystal bất chấp nhiều sóng gió và phản đối, thì Hòa Minzy lại có những bình luận đùa vui mang tính động chạm. Ngay lập tức, nữ ca sĩ đã phải hứng chịu rất nhiều lời chỉ trích từ cộng đồng fan K-pop và nhận ra việc mình làm không đúng nên Hòa Minzy đã gửi một lời xin lỗi đến fan của EXO nói riêng và cộng đồng K-pop nói chung. Vào tháng 6 năm 2018, Hòa Minzy bỗng bị ném đá khi đăng ảnh khoe về việc sở hữu album mới của BTS. Nhiều ý kiến bình luận cho rằng không phải cứ có album thì sẽ là fan chân chính. Một vài anti fan còn bày tỏ thái độ gay gắt hơn khi nói rằng Hòa Minzy đang cố tình dùng thần tượng để câu like. Và ngoài ra thì Hòa Minzy còn có đầy đủ chữ ký của 7 thành viên trong nhóm nhạc BTS. Điều này khiến bao nhiêu người hâm mộ của BTS phải ngưỡng mộ xen lẫn tâm trạng ganh tị. Và lần này thì cô nàng lại bị chỉ trích là làm màu. Và nhiều người khác thì tỏ ra hoài nghi không biết đó là chữ ký thật hay giả mạo. Và mới đây nhất thì giọng ca nàng tiên cá lại vướng vào cái việc xôn xao khi mà tham gia vào cái lễ trao giải Soribada Best K Music Award 2018. Và câu chuyện sau đó như thế nào thì ai cũng biết rồi đấy. Vừa rồi là những thông tin mà sẽ khép lại cái video hít hòa drama ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy sao về sự việc này và các bạn sau khi xem video của mình thì có thay đổi quan điểm hay không thì hãy comment chia sẻ xuống bên dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe channel để xem hít hòa drama của mình nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.